Hi, xin chào anh em. Chúng ta cùng chơi tựa game RTK 11. Đây là cái phiên bản mà của bên Trung Hoa thì làm ra cái mod tên là Ebony, thì được anh em anh Tuấn Việt Hóa, thì hôm nay mình chơi thử coi. Cũng mới download về hồi nãy thôi. Trong cái phiên bản này thì mình thấy giới thiệu là có rất là nhiều cái tính năng mới, mà cụ thể như nào thì chúng ta cùng vô chơi thử. Thì về cái game RTK 11 này thì mình đã chơi nhiều lần rồi, thì có cái mod này là nó có nhiều thay đổi thôi. Rồi, bắt đầu trò chơi mới thì để coi nào. Giờ mình đang phân vân giữa, tại vì cái mình có đọc sơ thì cái mod Ebony này có nhiều sự thay đổi, thì trong đấy có một cái đáng chú ý là những cái bến cảng bây giờ nó sẽ đổi thành một cái dạng giống như là một cái thành nhỏ hay là một cái căn cứ nhỏ. Ví dụ như là ở cái màn 207 Tam Cố Thảo Lư này á, thì sẽ có cái thành Tân Dã, đúng không? Nếu ở cái bản cũ là thành Tân Dã, nhưng mà ở cái bản mới này thì Tân Dã đó nó không phải là một cái thành nữa, mà nó chỉ là một cái căn cứ điểm nhỏ của Tương Dương hay là Kinh Châu vậy thôi. Đó, thì nó là như vậy. Mình đang phân vân là chơi Tam Cố Thảo Lư của thử cho phe Lưu Bị, hay là chơi để thử năm 1994 có campaign Lữ Bố khá là vui. Ok thôi, có lẽ là chơi Tam Cố Thảo Lư Lưu Bị đi. Đây thì khi mà chọn xong ở trong này, anh em mới nhìn thấy ở trong này là Kinh Châu là của Lưu Biểu, còn Tào Tháo hôm nay là đã mở toàn bản đồ rồi, còn không thấy phe của Lưu Bị ở đâu cả. Thì muốn chơi Lưu Bị thì nhấp vào đây, xong rồi check vào Lưu Bị. Ok, xong rồi mình mới chơi được. Rồi, có lẽ là mình sẽ chơi hát luôn. Cuộc sống, tức là tướng chết theo lịch sử hay không, thôi mình để không chết theo lịch sử luôn đi, tức là tướng sống mãi mãi luôn. Hàn, Diên An 12 năm. Rồi, ở cái bản mới này thì mới vào điêu thuyền sẽ giới thiệu cho mình những cái tính năng mới. Nếu mà mình muốn xem hướng dẫn á, thì mình chọn có. Còn không á, thì mình chọn không là xong. Ngoài ra thì cái phiên bản mới này nó sẽ có cái chế độ gọi là sương mù. Sương mù cho các thành, thì lúc đó là mình sẽ không nhìn thấy được bất kỳ một cái thông tin gì của thành địch hết á. Giống như là nó vào cái tình trạng thực tế luôn. Thực tế là bình thường là mình làm sao mà quan sát được quân địch đang làm gì, đúng không? Chỉ trừ khi là mình có thám mã cài ở đâu đó trên đường hay là bên thành của địch. Nhưng mà cũng chỉ nhìn, có thể được nhìn được một phần thôi. Chứ là không thể nhìn được toàn bộ các thứ diễn biến giống như là bình thường được. Giống như là có camera đó chứ. Thì cái này thì mình cũng không biết là nên chọn có hay không. Hay chơi thử luôn ha, chơi thử có xem nó như nào. Các hạ quả nhiên oai hùng bất phàm. Rồi, trên này là Hứa Xương chữ Nam này. Mình ở chỗ Tân Dã này, anh em có thể nhìn thấy là
Tân Giã là thuộc Tương Dương, tức là chỉ là một cứ điểm của Tương Dương thôi, chứ không phải là một cái thành lớn, chỉ là một cái nhỏ thôi, đúng với lại lịch sử luôn. Thực tế là vậy. Tương tự thì ở trên này là Tiểu Bái cũng chỉ là cái cứ điểm nhỏ của Hạ Phi. Nếu mà chơi Lưu Bị năm bao nhiêu đấy, thì Lưu Bị ở Tiểu Bái, còn Hạ Phi là có Đào Kim. Rồi giờ quay lại ở dưới này thì coi nè, có rất là nhiều đào tạo, có rất là nhiều cái tính năng mới. Đào tạo này là gì thì loại bỏ đặc kỹ, học nâng cao, chắc là thay đổi skill hay gì cho tướng của mình. Và sự kiện là gì, tam cố thảo lư, Lưu Biểu Chi Tử, Tôn Lưu Liên Minh, Tào Tháo Nam Chinh. Nhấp vào thử cái này coi, có phải là muốn kiểm tra sự kiện không? Test coi. Nó chỉ giới thiệu sự kiện thôi sao? Rồi bây giờ ở đây nó có thêm tính năng mua bán, có thể mua xe thuyền, mua binh trang, mua bán lương thực. Mua binh trang coi, mua xe thuyền coi. Xe thuyền nó chính là mấy cái ram với tower, tức là mấy cái khí cụ công thành. Còn binh trang tính chính là mấy cái khí cụ, khí giới cho lính giáo, rồi spy, cung ngựa, cai trị là gì, cai trị quân sư, thay đổi quân sư của mình, xử quyết, vận phong. Phân chân hả? Thì có vẻ giống như là phân lãnh địa cho tướng. Không. Tiêu hao 10 AP, 3 ca vàng, 6 ca lương thảo, 3 ca lính. Đồ. Chưa, cái này còn chưa vội. Mưu kế rồi nè. Có sơ sơ mấy cái mới trước cái đó. Điều tra. Tức là mình có thể sử dụng kế sách. Điều tra, ám sát, mật thám. Mình nghe nói là cái bạn này kẻ địch hay sử dụng cái kế ám sát vào mấy tướng của mình lắm. Cần phải có gì đấy, phải có tướng nào bảo kê hay bảo hộ gì cho mấy tướng VIP của mình hay sao á. Để coi thử. Cái ly gián, nổi loạn, phao tin, phá hoại. Mấy kế này thì mình nhìn sơ sơ thì mình cũng có thể hiểu được là nó là cái gì rồi. Rồi, đối ngoại coi. Đối ngoại là ngoại giao thôi, không có gì. Tướng. Khởi điểm bây giờ rồi, bắt đầu. Bây giờ khởi điểm mình là có 60 AP. Thì quan sát sơ sơ ở đây là ở trên này kẻ địch của chính của mình đó là Tào Tháo, lực lượng rất là mạnh. Và bây giờ mình có hai lựa chọn, ba lựa chọn. Một đó là giữ, mình sẽ ở nguyên cái Tân Giã này để đánh nhau với Tào Tháo, và không biết là có sự kiện gì để bắt mình sát nhập với Lưu Biểu gì không thì mình không rõ lắm. Tức là mình lựa chọn một là ở Tân Giã, ở yên Tân Giã đánh với Tào Tháo, tức là trai hát luôn. Lựa chọn thứ hai là chạy thẳng vào ở trong Vĩnh An. Hơi xa xíu thì anh em nhìn trên bản đồ này thì dưới này có Vĩnh An là thành trống, ở trên này là có Thượng Dung. Mình có thể chạy lên hai cái thành này. Nhưng mà khả rộng hơn là Vĩnh An, tại vì Vĩnh An chạy vào trong này thì có Lưu Biểu trống ở ngoài này cho mình rồi, thì mình vào trong này mình chỉ giáp với lại Lưu Trương. Và nếu mà chạy lên trên này thì mình sẽ giáp luôn cả với Tào Tháo, với lại ở trong này là gì ông gì ra quên mất rồi, Trương Lỗ. Thì chắc là cũng sẽ rất là căng. Còn lựa chọn thứ ba là mình vừa chạy chiếm thành mà mình vẫn ở đây mình đập với nó luôn.
Tức là mình vừa chạy vào trong này mình chiếm thành, nhưng mà mình vẫn ở đây chiếm thành để lấy thêm tài nguyên phát triển tiền gạo gì đó, hoặc là có tướng chiêu thêm hay không gì, thì có lẽ là mình sẽ chọn cái lựa chọn thứ ba là mình sẽ cho quân vào lấy thành, nhưng mà mình sẽ vẫn ở đây đánh nhau với lại Tào Tháo. Đấy, trong trường hợp là bí quá thì mình vẫn còn có thể rút vào trong. Còn bây giờ nếu mà không vào lấy trước thì sợ một hồi nữa là có thể Lưu Biểu hay là Lưu Trương chạy ra lấy cái thành này. Rồi, như vậy thì với 60 AP đầu game thì mình sẽ cho một ông chạy vào đó trước. Đây, quân sự xuất quân này. Xuất quân tướng. Ở cái bản này là mấy tướng cũng có làm skill lại á, mình chưa biết nó là như nào. Quan Vũ đổi skill thành Võ Thánh, Lưu Bị Nhân Đức, Trương Phi Bào Hao. Nghe Bào Hao giống như là skill trong Ngọa Long ấy. Triệu Vân Long Kỵ. Ngoài ra thì mình có thể tham khảo những cái ở cái bản này á, là ở cái bản trước mình chơi á, thì cái phẩm chất cao nhất của cầm quân của tướng á, là S. Tức là ví dụ như là Trương Phi là cầm kích á, là số 1. Là chuyên về cầm kích. Ví dụ như là ổng cầm cung á, thì sẽ yếu. Rồi phẩm C này. C là yếu nhất rồi. C xong rồi B, A, S. Bây giờ S thì nó chia thành S1, S2 nữa. Chắc là S1 là cao nhất. Võ Thánh Quan Vũ mà cầm kỵ binh có A thôi hả? Rồi thì bây giờ là mình kế hoạch của mình là sẽ để mấy tướng chín ở đây để đánh nhau với Tào Tháo, là Trương Phi, Quan Vũ, Lưu Bị, với lại quân sư của mình là Từ Thứ. Thực ra mình cũng phân vân là không biết là bây giờ sự kiện Tam Quốc Thảo Lư là ba anh em Lưu Quan Trương cùng tới viếng Gia Cát Lượng để mà chiêu ổng, thì có cần phải cả ba người không, hay là chỉ một mình Lưu Bị ở lại cũng vẫn được. Rồi rồi thì mình sẽ cho tướng một ông nào đó cầm kỵ binh. Triệu Vân chạy vào trong đi. Triệu Vân cầm kỵ 5.000 con kỵ, lương 200 ngày. Rồi ấy, có thể cho thêm nhấp luôn mấy ông ở đây vào chung, đi chung với nó. Tôn Càn này, Giản Ung này, Triệu Vân đi chung với hai ông này đi. À không, tự đổi lại đó. Cho Giản Ung đi chung, cho Giản Ung đi chung thôi, thêm một tướng chín cho Chu Thương đi vào chung. Hùng vây hữu đạn, trận địch phá trận. Chào Việt với lại Tôn Thượng Hương với Thành nhé. Rồi, rồi. Lại vô đây. Ủa sao này? À, tức là thành có sương mù nên không có nhìn thấy, không có nhấp vô đây được, mà mình phải chạy từng từ từ, từ từ từng bước một mới được. Là đầu tiên là phải chạy ra đây trước. Triệu Vân chạy lẹ chứ. Tức là nhấp từ từ, đi từng bước một, tức là nó chạy xong rồi nó mới mở sai ra, mình mới nhìn được xung quanh. Là mình bật chế độ sương mù lên á, chứ không phải là nhìn toàn bản đồ như ngày xưa nữa. Rồi, ở Tân Giã mình còn 15.000 quân. Bây giờ tìm kiếm tướng thêm là có tướng nào đây không? Cho Mi Trúc tìm này. Được Mã Lương. VIP lắm ạ. À, vô đi. Dạ, nó bắt đi bay rồi.
Mà cha mã lương này Intel đấy 81 lần. À, nhớ bữa chơi, không phải bữa mà hồi xưa mình chơi, mình đi bay với quân sư này vô mà thấy mồ nội luôn, ngồi chửi nhau với tụi nó. Ủa chết mẹ nó rồi, nó không bỏ qua được cái đi bay nè, nó bảo cái này tốn thời gian vãi chưởng ra. Ngày xưa mình chơi thì mình để coi nhớ lại coi, tức là gì này. Avatar giống hệt RTK 14 hả? Avatar mà sao ba này giống nhau? À không, cái này của nó, cái này bên đây mới của mình. Cái S này là cái nhỏ, bỏ ra này đi. Tức là mình nhìn nhìn được nó có cái skill gì nhưng mà không biết nó là cái dạng S hay là dạng medium hay là dạng lớn. Tiếp cái này xem nào. Gel, gel là như thắng ảnh. Ủa sao mình nãy giờ mình mới nó ra mà không thấy nào bị gì ta? Lâu rồi không không chơi không nhớ. Gel thử coi. Gel thì mình sẽ chơi được nó một phát. Đây, mình có cái que Weather Medium. Anh suy nghĩ hơi lâu nhưng cuối cùng anh vẫn ăn. Nghe vẻ sắp toang quá. Egon này được rồi. Đi bay với Quách Gia đúng không? Rồi có cái lớn rồi nè, chắc là thắng. Có cái to luôn mà không ăn được nó à? À quên nữa, nó đang đang cái mục xanh này là mình phải cho cái xanh thì mới ngon. Xíu nó ra ngoài skip nó cho rồi đi, ai mà rảnh đâu mà ngồi bấm cái này trời. Thua, bây giờ nó còn một gần như là mình chỉ có chơi được nó một phát lúc đầu thôi, cái gieo lúc đầu thôi, còn lại là nó thắng mình hết. Được cái mà nó có cái gel nên là thua luôn. Skip không chiêu tướng được, vẫn chiêu được. Nó tự auto mà. Để chỉnh lại. Tự auto thì tức là cho nó tự auto luôn, mình khỏi cần phải vào. Nè, hai cái debug với cái duo này skip đi. Bỏ qua đi. Rồi, mình còn 30 AP. Coi có tướng nào là trung thành thấp không? 96 Mi Phương. Với lại
đấy, mình dở quá, mình luyện quân cho tăng sĩ khí lên, bắt đầu mới cho Triệu Vân chạy đi nhỉ. Dở. Rồi, luyện quân xong cái là hết AP luôn. Qua tân. Tuyển binh. Tuyển binh. Quân số lên 15.000, lên 17.500. Tốn bao nhiêu? Tốn 300 tiền. Tuyển. Mình nhớ ở trước nó có mục Trị An ở đâu ấy nhỉ? Xem cái thành của mình Trị An đang bao nhiêu. Thành sao nó không ghi, không thấy mục Trị An đâu ta. Khu kế cai trị, mua bán. Wow, trước mình chơi là nó có cái mục Trị An mà, hay là cái bản này nó bỏ rồi, tức là tăng Trị An cho khu, cho cái thành của mình. Thành nhỏ. Tuần tra, tuần tra. À, tuần tra là tăng Trị An đây. Giờ đổi thành tuần tra. Ở Trị An đang 79. Cho ba ông này tuần tra tăng lên 91. Cho Triệu Vân chạy tiếp. À, cái này chơi nó... này phải nhấp từng bước một. Thì tính ra nó hơi phiền ha. Cái chế độ sương mù này. Rồi. Hồi trước là mình chơi ví dụ như là cho quân mà từ chỗ thành này qua thành khác, mình chỉ cần nhấp một phát từ cái chỗ thành đích thôi, à thành điểm đi, với xong cái đến cái thành đích là nó tự chạy. Đến lúc nào mà mình cảm thấy là đánh nhau hay là nguy hiểm gì mình mới điều khiển nó. Còn giờ là trong quá trình nó đi là mình phải điều khiển từng tí một luôn. À, nãy tìm thấy cái ông kia để chiêu lại ông coi. Của ông đâu à? Mã Lương. Có mất luôn hả? Sạc. Con này tự free này. Vi thị Charisma. Vi thị không chiêu được. Ta có cái mục tìm tưởng, tìm kiếm tướng ở đâu ta? Khóa tìm kiếm. À hết AP. Rồi chạy lên đây. Tiếp tục, Triệu Vân tiếp tục. Vòng xuống đây đi. Xí thính tuân mệnh. Giao kể tại xa. Luyện quân tiếp. Quan Vũ, Lưu Bị, Trương Phi. Tuần tra tiếp. Cho Trị An lên 100. Vẫn cho tuyển binh. À, mua và bán coi. Đường nào mà mấy cái này nó sáng lên thì mình mua thêm mấy cái khí giới từ từ để mình coi là thành của mình là đang có bao nhiêu loại khí giới. Cung 5.000, kích 5.000, giáo 5.000, kỵ không có. Một cái ram không có, sau một cái ba này là không biết là cái gì đây.
hỏi gì á, bấm nhanh quá không không đọc luôn. Vừa hỏi gì không để ý luôn. Bắt luôn cái ông gì đó rồi. Mã lương nó mất tiêu luôn rồi. Nó để bay không không lại nó cái là nó mất tiêu luôn, kỳ ra. Mới có ông Trần Chấn mới vô này. Hồ Ban. Tuyển thêm binh luôn. 20k. Tuyển luôn. Xi Thiên tuân mệnh. Xin tôi lại. Xi Thiên tuân mệnh. Nó bảo là còn cái đội nào còn đi được hay sao? Giao kể tại xa. Vãi, có đi được đâu? Bấm thằng Triều Vân nó vẫn có đi được tí nào hết. Vậy mà dám nói với mình là vẫn còn có tướng nào chưa đi. Khúc này chạy chậm quá. Giao kể tại xa. Tìm kiếm tiếm tiếp coi là có thấy được cái ông Lưu Bị tìm đi. À dạ, tìm không thấy. Thấy tiền. À, mất ông Mã Lương tiếc quá nhỉ. À, mất cha Mã Lương tiếc quá nhỉ. Cha Mã Lương đấy cũng là hàng VIP á. Hàng xịn á. Còn 45 AP không biết nên làm gì. Biết có nên tuyển binh tiếp không? Tuyển binh tiếp tuần tra luyện. Ôi, có thể luyện lên sĩ khí lên 108 luôn này. Vậy là cái bữa này mình đã nâng đâu sao nó lên được vùng vượt quá 100 kỳ ra. Thường mình nhớ là giới hạn là 100, xong rồi mình nâng cái điểm hoa kỹ trong này. Điểm nào không quên này. Dev up. Đây, chúp up 1 nè. Nâng cái điểm này thì thêm 20 sĩ khí là lên 120. Má này mình chưa nâng mà sao sĩ khí lên 108 được ta. Phải đủ 1000 điểm, cái điểm này mới nâng được. Ở lên 120 luôn. What the hell? Là sao? Nó mất cha Mã Lương tiếp quá nhỉ. À, chết mẹ, quên cho ông Triệu Vân đi rồi.
khuyên cho ông Triệu Vân đi luôn. Con này mình nghĩ là không nên chơi cái chế độ sương mù đâu. Dấp nó đi mệt vãi trưởng. Dấp dấp cha này đi thôi mà cứ mỗi tuần là phải nhấp. Mà cái mỗi lần nhấp là cứ nhấp đi có tí một. Không phải nhấp đi tí một nữa. Cái này mà mới một đội mà đã dày rồi, tí nó đánh nhau nhiều. 5-6 đội mà nhấp thằng nào cũng dày thôi chắc thóc luôn quá. Rồi. Coi như là đánh giá thấp chế độ sương mù. Quá phiền. Và tuần sau mình lấy Vĩnh An. Phần tra chị An lên 100 luôn. À, tiền hồi đầu là mấy 3-4k gì, bây giờ còn 2k. Bây giờ đang là tháng 11, vừa mới qua tháng. À, ở đây còn một cái trại lính 1600 của mình. Cái này của ai đây? Cái này có cái trụ luôn, như của Tào Tháo. À, Lưu Biểu đang là liên minh với mình. Phải không ta? Coi lại cái ngoại giao của mình coi. Fox Info đối ngoại. Đúng rồi. Đang là đồng minh với mình. Mấy phe còn lại mình thân hết luôn hả? Thân với Tào Tháo luôn hả? Đây 120 AP. À, có lẽ quên nãy giờ đó, nó cho mình mua spy spear với lại ngựa cung ở đây ở này, nãy giờ quên. Để coi nên mua cái gì. Lưu Bị giáo S, ba anh em nó là đều chơi giáo S hết. Lưu Phong S1, thì có Trương Phi là kích là xịn hơn là S1, còn giáo S2. Lưu Bị cung S1 là Lưu Bị cầm cung là xịn nhất. Rồi vậy là thì cũng giống như là bạn cũ là Quan Vũ là cầm giáo là ngon, cầm giáo với kích. Trương Phi cũng giáo kích, nhưng mà Quan Vũ là mạnh về giáo hơn, Trương Phi mạnh về kích hơn. Lưu Bị thì tập được cả khí cụ công thành A nữa. Vậy thì có nghĩa là mình nên mua giáo đây ha. Nên mua giáo. Quan Bình kích. Nên mua giáo hoặc kích gì đó. Hai cái này mỗi cái mình còn 5.000 thôi. Vậy thì giờ đợt này mua file đi. File thấy nó quay trúng nhiều đứa hơn. Cho từ thứ mua đi. Mát luôn. Phải mua mát luôn, hết tiền luôn. Ở đây nó có một tiếp tục thăm dò đây mà sao không xài được. À không, tin nhân thăm dò chứ không phải tiếp tục. Cho Lưu Bị đi kiếm tiền. Game này dở cái là nó không có cái mục chọn nhiều thằng đi tìm kiếm như là RTK 14, mà nó phải nhấp từng thằng một. Thì tím này thì hên là cũng có tiền mấy chục đồng á, với lại được thêm cái điểm này nữa. Cái này tại đâu thế anh? Tại ở
em search ở trên Google là ra mà. Mã lương có skill nhân đôi vũ khí sản xuất. Ờ, trước mình nhớ là có ông nào á, nói chung là hình như là cái game này á, là nó có nhiều ông hỗ trợ về tăng vũ khí rồi tăng tiền các thứ cũng nhiều. Là tài nguyên nha. À, không có lịch live đâu. Live stream chuyên chơi mà chứ có phải là live chuyên nghiệp đâu mà lịch chứ. Thì không xem ai xem ai đăng ký kênh thì bật cái thông báo này, lúc nào mình like là có thông báo mà. Thì lúc đó rảnh thì chỗ coi, còn không thì coi lại. Còn không thích thì thôi, có gì đâu. Ủa, 268 đồng ngon. Không phải. Không. Gì này? Bạn có muốn đi ra ngoài và tụi lính tự giết tụi lính hay không? Các sự kiện gì đây này? Yes. Cái đầu là như thuyết phục, cái thứ hai là đập nó luôn, cái thứ ba là tuyển mộ bằng tiền, cái thứ tư là từ chối. Bây giờ là tiền tuyển mộ bằng tiền thì mình hết tiền à? Không, mình còn mấy trăm, mới coi lưu bị chưa được mấy trăm. Còn đập nó luôn thì hình như là đang điều khiển ông Mi Trúc hay sao á, ông Mi Trúc sao đánh được. Từ chối hay là thuyết phục? Ủa, Lưu Bị vừa mới tìm được 200 mấy chục đồng xong rồi đâu mất tiêu rồi? Hay là vừa qua tháng là phải trả tiền lương cho tụi nó mất rồi? Cho Lưu Bị đi KS tướng tụi nó rồi. Mà đây thì mình phải nhìn, không có biết được, nhìn không biết được cái bọn nó là trung thành còn bao nhiêu. Chứ phải nhìn được, biết được bọn nó trung thành còn bao nhiêu thì mới đi KS được. Chứ còn nếu mà không mà đi kiểu hên xui thế này thì công giá tràng là cái chắc. Chuyển bớt quân với lại khí cụ xuống cái thành Vĩnh An. Kích 6.000, giáo 5.000, cung 2.000 đi. Quân 10.000. Rồi chuyển là sẽ là Trần Đáo. Trần Đáo, Trần Chấn gì đó. À không, một ông chuyển thôi. Tổng tướng chi liệt, tổng soái chi sở vọng. Qua. Hoan wo shang zhen lai. Ai thiệt. Giờ chơi cái chế độ sương mù này hơi sai lầm rồi. Bây giờ nhấp cho nó chạy từng tí một này. Anh em rút kinh nghiệm là không có bật chế độ sương mù nha anh em. Và mình bình thường mình nhấp cho thằng cha này chạy thẳng xuống như này luôn, đỡ phải điều khiển từng cái một cái vất vả. Trời ơi, đứng ở đây mà vẫn chưa nhìn thấy được cái thành để đánh. Đến tiếp.
换我上阵了，交给在下。 À không, mình nãy nhìn thấy rồi mà mình phải nhấp ra đi mới được. Mà mình nhấp vô ngay nguyên cái thành luôn. Rồi. Thì triệu hồi hết mấy ông tướng rảnh ở dưới kia trên chỗ thành nhỏ của mình về đây. Quan Bình, Mi Thị, Mi Phương, Lưu Hóa, Lưu Phong, Hồ Ban, Tôn Càn, Trần Chấn. Ở trên đó để từ thứ Quan Vũ, Trương Phi, Lưu Bị thôi. Bốn ông được rồi, còn lại xuống đây hết. À rồi, còn 25 AP để dành đi. Xíu nữa xây nhà dưới. Xe này chỉ có đi được có một chút xíu thôi à. Thứ nói là tân giá không đủ tiền. Ủa? Vừa mới qua tháng 12 rồi này mà không tăng được tí tiền nào ở chỗ cái tân giá này luôn ta. Nghèo dữ à. Ba tướng ở đây quân sự. Đầu tiên là luyện sĩ khí cho tụi nó lên đó. Ồ, lại còn có mấy chục sĩ khí à. Mà lúc đầu mình nhớ mình cho 5.000 thằng đi mà sao giờ vô đây còn có 3.700 thằng này là sao ta? Vừa chạy vừa chết hay sao vậy? Ở cái thành này mới chiếm xong cũng không có đồng nào trong nhà luôn. Mi Trúc còn ở đây. Chỗ hồi về đây chuyến này rồi mà. Tắt chế độ sương mù được không? Rồi. Hãy không được hay sao anh em ơi, đây không cho, không có thấy chỗ nào hết. Nãy là nó hỏi là mình đồng ý phát là chơi luôn rồi, chứ nó không có cho tắt lại rồi, là mình phải làm cái chiến dịch mới được. Chi Thiên Tôn Miệng, theo tôi đến. Chi Thiên Tôn Miệng. 交给在下。 Rồi 11 tướng mình ra chỗ Vĩnh An này nè. Quân đoàn. Đây, chức năng này mới này, quân đoàn trưởng. Quân đoàn quân sự, cứ điểm nội chính, quân đoàn nội chính, quân đoàn sản xuất, phá hủy và xây dựng. Thử cái đầu tiên coi, quân đoàn trưởng là gì?
quân đoàn nội chính là gì? Có chắc thực hiện huấn luyện tại đồn Vĩnh An hay không? Thôi thôi, từ từ. Quê muốn dị tộc An, An không có đồng nào hết. Không có đồng nào để tăng chị An. Không có đồng nào tăng chị An, không có đồng nào xây thành luôn, sao chơi đấy? Mà là căng dữ vậy. Bán được gì lắm ta? Trong nhà có trong nhà chỉ có 5.000 lương để ăn thôi. Kín bình họ chạy ra kia chiếm chiếm quân sự, chạy ra chiếm cái làng nhỏ ở dưới này coi tướng. Triệu Vân đâu rồi? Quan Bình kích ở cho Quan Bình rộng được. Quan Bình cầm 2K chạy ra xuống. Đồng xeo chậu thiên, vũ sang xin liêng. Bắt phải nhấp từng ô một. Bảo trì chỉ chuyên sư tổ. Sì. Tại sao cái trại coi chiến chỉ công chi. Quá, không này không phải chiếm mà đập vãi, mà em tưởng là cái này là cái đàn ơ thôi. Dạ, chứ tự nhiên phá cái này làm chi? Bạn có muốn tập luyện không? Có. Vòng đầu tiên quân của Lưu Biểu và quân Tôn Quyền, ông Tôn Khang và Tào Tháo. Này là gì đây? Quân của mình. Trận đầu tiên Lưu Biểu và Tôn Quyền. Tôn Quyền win luôn. Trận thứ hai công Tôn Khang và Tào Tháo. Tào Tháo win. Trận thứ ba Lưu Trương và Mã Đàng. Mã Đàng win. Trận thứ tư Trương Lỗ và Lưu Bị. À, trận đánh với Trương Lỗ, nó chỉ có tướng nào chơi lại mình. Trận đầu cho Tiên Phong Triệu Vân ra coi. Chúc mừng bạn đã chiến thắng. Ý, mẹ vừa tăng mấy 500 tiền hay sao? 500 hay 5.000 gì á? Rao thứ hai Tôn Quyền và Tào Tháo quân Mã Đằng và Lưu Bị. Rồi, trận đầu tiên là Tào Tháo trước. Tào Tháo win. Rồi, trận thứ hai là mình đánh với lại quân Mã Đằng. Mã Đằng thì có Mã Siêu. Thằng nào đánh lại Mã Siêu đây? Theo lịch sử đi, cho Trương Phi ra đánh với Mã Siêu coi. Thì nghe nhạc có vẻ giống thua vậy. Rồi thua. Nó vào chung kết luôn rồi. Chung kết là Tào Tháo với Mã Đằng thắng. À, Tào Tháo với Mã Đằng đánh nhau. Tào Tháo nhất luôn. Rồi mình thắng một round được gì không? 500 tiền. Thắng một round được 500 tiền rồi. Vậy mà mình vô địch thì chắc là được, có khi được 2.000 luôn nhỉ.
tháng rau đầu được 500, chắc mình đoán tháng rau thứ hai cũng có thể là 500 nữa, hoặc là 700, 1000 gì đó. Mà cho Trương Phi ra mà Quýnh thua ra. Ok, có được 700, không có được bao nhiêu hết. Và quan trọng ở cái Vĩnh An này sao tăng tiền lên. Ôi nhà, cái Vĩnh An này sao tăng tiền để có tiền xây mấy cái công trình ở trên này đây. Mà mấy cái làng, mấy cái trụ chiếc như thế này là màu đang màu trắng, có nghĩa là hình như là nó không thuộc phe nào hết. Tại sao mình chiếm cái thành rồi mà nó không thành của mình luôn ta? Hay là mình phải cho tướng hay là làm gì ra để chiếm mấy cái này đây? Hay là phải phá? Thuê mướn dị tộc. Tài chính không đủ, cần 3k vàng. 3k luôn. Cái đầu là thuê Khương tộc, Hô Hoàn, Sơn Việt, Nam Man. Giờ cha này chạy lên thì cũng không có đồng nào hết. Cái sương mù này chơi. Vậy mà cũng tạo ra được. Bắt nó nhấp từng thằng thế này thì chà, bây giờ chuyển tiền từ Tân Giã mà chạy xuống dưới kia cũng khá là mệt. Trong nhà mình đang có 9.400 quân, sau khi là mình chuyển 10.000 đi chỉ còn có 9.400. Giờ để mình từ mình coi lại coi, giờ không có tiền thì gần như là không làm được cái gì hết á, mà cứ để yên đây, mà tiền không có, quân không tăng, rồi hồi nó Tào Tháo xuống nó quýnh thì banh cũng chết. Bây giờ nếu mà mình chiêu quân á, thì mình phải lấy tiền nuôi quân, không có tiền làm chuyện khác, vũ khí giới nữa. Đấy, nhá là chiếm được cái thành con ở trong này là mỗi lần qua tháng nó phải cho mình ít ít chứ. Gì vậy ta? Có mấy ông ở trong này sọt coi, có tìm được tiền hay gì không, tìm kiếm coi, đi chúc tìm coi. 61 đồng. Tích tiểu thành đại à? Phải rồi, còn không tìm được cái này. Đồng. À, vậy bây giờ mới đủ tiền xây nhà. Cộng 5 lít cho tất cả các gì các tướng hả? Lít dưới 70. Ngoài sao nữa? Bất mát. Nhưng mà giống như là biết thiếu hay sao? Không đọc được. Tinh thông quân cung từ
từ không có gì lên thành nửa vạch. Ê, vừa qua tháng sao có tiền hay có lương gì cơ? Tăng lương, trời ơi. Nhà nó thấy nhìn giàu sụ thế này, còn nhà mình ấy à, không được đồng bạc cắt nào luôn. Này sao chơi? Hay là khúc đầu nó cho 3.000 nó phải để dành hết, xong rồi vác hết cái đống tiền đó vác vào trong này, xong rồi dùng cái số tiền nó xây các công trình tăng tiền ở đây mới được. Có lẽ là mình sai rồi. Qua tháng là không hết tiền. Giống như là thành Kinh Châu này nó xây công trình đây nè, xong rồi qua tháng là mấy công trình này đem lại thu nhập cho nó mới được chứ còn. Chắc kể lại nha anh em. Có vẻ giống như thế này là sắp. Giờ qua tháng không có tiền. Là trong Vĩnh An này mình dậm chân tại chỗ luôn, chiếm cái thành xong không được gì hết á. Để ở yên đây luôn. Được cái gì hết. Tắt chế độ sương mù đi anh. Giờ sao tắt được đây? Phải chơi lại hả em? Hay là có chỗ nào tắt? Edit này coi. À, edit này là chỉnh